Rồi, hello, em với cá lại xuất hiện tiếp tục anh em ơi. Thì chiều hôm nay em không có quay trực tiếp anh em ha. Thì tối nay em nghỉ thì em có lên cái video cho anh em. Thì video thì em có like trực tiếp, thì những anh em nào mấy bác mà lớn tuổi thì xem không kịp á, cho nên là lâu lâu cũng quay video như thế này up lên cho anh em mấy các bác xem. Đó. Rồi, thì cái này công cụ nhỏ anh em nha, còn đồ người. Đây, đồ người em lựa phân lô rồi anh em ơi. Đây nè, đó. Mấy cái đồ phụ kiện đồ anh em đó, thì đây đồ người búa viết tô vít nó tùm lum tùm lưa anh em đó, rồi còn máy ngoài kia nữa anh em, nó còn nhiều lắm. Rồi thì cái này em giới thiệu luôn, thì tất cả là máy bên em thì toàn bộ xài điện 100V nha. Đấy, toàn bộ xài điện 100V và toàn bộ là em bao ship luôn. Đấy, toàn bộ và em bao ship, và riêng cái đồ người thì em không vệ sinh nha, máy cũng vậy không vệ sinh luôn, anh em về vệ sinh lại giúp em ha. Đấy, đồ người lại máy đồ anh em giờ vệ sinh lại giúp em. Nó máy thì bao sóng đấy, con nào nấy cũng sóng hết anh em nha, con nào nấy sóng hết. Thì có cái rổ này là em chưa test hàng, lát nữa còn thời gian thì em quay luôn. Đấy, hàng bên em thì bao ship điện 100V và tất cả là bao sóng và bao ship, thì có con nào bán sát thì bán sát luôn. Đấy, nói chung là tình trạng thì em sẽ nói trên cái video luôn, có con nào mà nó như thế nào thì em sẽ nói trên video. Rồi mà mỗi một đơn thì anh em cọc trước giúp em là 100k trở lên nha. Còn đơn lớn thì 1 triệu cọc 300. Đó, cọc 30%, còn lại em sẽ gửi về đến nhà. Khi mà nhận hàng anh em khui thùng kiểm tra đúng với hàng của mình đặt thì anh em thanh toán sau cái phần còn lại. Còn nếu có sai sót gì thì anh em vui lòng gọi lại giúp em, đợi em giải quyết ngay lúc đó luôn anh em nha. Anh em đừng có nhận xong em không có chịu trách nhiệm được anh em nha. Nói chung là khi còn shipper ở đó anh em khui thùng kiểm tra có vấn đề gì gọi cho em sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm 100% cho anh em luôn. Đấy, rồi. Đồ người thì khúc này em chưa phân này, lát nữa sẽ phân xong. Đấy. Rồi cái này hàng bên em bao ship anh em nha, anh em lưu ý thôi. Lưu ý giùm em, hàng bên em là bao ship, giá là đã bao gồm hết rồi. Rồi, bây giờ em sẽ quay từng mã một anh em xem và tham khảo nha. Rồi, đầu tiên sẽ quay mấy cái lô này trước cho rộng anh em nha. Đây là tay mấy cắt mấy đục mấy khôn gì đây tùm lum bên này. Đó. Đây. À, cái này nó bị thiếu một ốc nè. 246 cục. 100k bao ship anh em nha. Đấy. 100k bao ship. Đây thì anh em bây giờ vệ sinh làm lại nha. Đấy thì 36 cây. Rồi. Cái đầu tiên 129. Rồi 100 anh em nha. Mã đầu tiên 129 100k luôn. Đây nó cũng y vậy luôn em, đưa đưa. Đó, y vậy luôn. Anh em thích lô nào thì anh em nhỏ có, to có. Nói chung là hút xô anh em ơi. Em hút xô nha. Đầu nhỏ, đây đầu to nè, mấy con này đầu nhỏ, đây đầu to nè. Đây tôi cùng khoảng như ta 130 rồi 100 luôn em nha, 130 100 luôn. Đấy, 130 100. Rồi cái này 131 thì cái tay này toàn là tay tay bạn không à, chỗ quay đi nhiều chú ạ. 245 cây đấy. Dạng ốc được nha. Cái này dạng ốc được. Đấy. Rồi, ba cây này với hai cây này nữa là 5. Rồi, 5 cây. Rồi, mã 131. Rồi, 131 100 luôn em nha. 131 100 luôn. 246 cây, lô này 6 cây anh em nha. Đấy. Này cây to nè. Còn cây này cây gì nữa? Thiếu ốc. Giờ vệ sinh quá. Còn cây này Makita nó bị miếng, bị mất khúc ngay đây. Đấy. Giờ tháo cái này ra anh em. Đây, còn này anh em nha. Rồi. 132. 132. Rồi 100k luôn anh em nha. Hàng bên em thì bao ship rồi anh em ha. Đó, 132 100 luôn. Rồi 133, có cây này to chà bá luôn anh em. 246 6 cây. Rồi, 100k luôn em. 134 33. Ờ 133. Rồi 100 luôn. 133. Và đi hút một cái rồi. Rồi. Dạ. Rồi, lô này thì cây này cái cốt to anh em nha. Đây, vặn này. Đấy anh em thích mẫu nào anh em lấy mẫu đó nha. Em tìm hút xô cây nào như cây nấy thôi. Đó, mấy cây này to thì 5 cây anh em nha. 2 4 5. 5 cây. 3
4. 1 nhiều. 3 4. 1 4 3 4. 1 3 4. Rồi 1 3 4. Lô này 1 3 4 100 luôn. Rồi 1 3 4 100k luôn. Rồi 1 3 5 2 4 6 cây. Này nhỏ anh em nha. Này mấy mấy khôn mấy đục bộ anh em. 2 4 6 6 cây 100 luôn. Đấy. 1 3 5. Rồi 100k luôn hả? 1 3 5 100 luôn em. Rồi 1 3 6 2 4 6 cây. Rồi nó cũng 6 cây nè. Cái này cái sắt nặng lắm, cây bao nặng luôn. 2 4 6. Rồi 1 3 6. 1 3 6, mã 1 3 6. Rồi 100 luôn em nha. 1 3 6 100k luôn, 1 3 6. 2 4 6 cây. Máy này ông nội ông tú ông tướng không? Bao nặng luôn, 2 4 6 cây. Rồi, 6 cây. 1 3 7. 100 luôn em ơi, 1 3 7 100 luôn. 2 3 6 cây. 1 3 8. Cái này dặn vô cái này. Này to hơn. Cái dặn vô cái này nè, đó. Này to hơn anh em ạ. Này cái này dặn mấy đục sao á. 2 4 6 cây. 6 cây vậy anh em nha. 3 6. 1 3 8. 3 8. Rồi 100k luôn. 2 6 cây. Đó. Lấy cây khác em, một cây này gãy thôi. 2 4 6 cây. Đấy, 6 cây. 1 3 9. 9. Rồi, 100 luôn em ơi, 1 3 9 100 luôn. Rồi đây có dòng của anh em đây. Đấy, 19 14 gì đây. 19 14 17 12 21 22 21 24 26 24 6 7 7 cây. 7 cây như thế này anh em nha. Đó, 7 cây. Trồng lên luôn. 100 140. Rồi, 130 luôn em ơi, 140. 130. Rồi cái lô kìm luôn em nha. Đó, lô kìm lấy cái thước kéo em. 2 3 4 5 6 7 này size dài luôn em nha. 8 9 10. Đó. 10 cây anh em nha, 10 cây kìm. Đấy, 10 cây kìm. Rồi 150k luôn em. Đâu? Cái kéo nha, đây là kéo gắt con. Giờ vừa xin lại anh em nha. Cái này kéo gắt con giờ vừa xin lại. Đấy. Nơi bị xấu ngay khúc đầu điện tí xíu. Rồi. 150 luôn. 141. 141. 150k luôn. Đấy. Đây khó chữ xơi, sao em lựa gì mà toàn ngang nhau không em? Ngang nhau không sao bác. 17 19 21 mà lựa ngang nhau không gì sao bác. Thôi lỡ rồi. Đó, anh em 17 19 21 về đây anh em 14 17 19 21 22 23 thôi. Đấy, nó có bao nhiêu số thôi anh em lại nhìn là biết rồi. 2 4 6 8 10 12 12 cây. Rồi để cho anh em 80 ngàn được giao lưu vui vui. Lỡ lựa rồi. 42. Nhiêu vậy? 142. 142. 80 ly. Rồi giờ bán chị trai em bao ship rồi em nha. Đó. Rồi 143 vũ đây anh em, vũ lô này đẹp lắm anh em ơi. Đó, vũ này nó còn mới á. Có cây này nó hơi xét xét nè. Đấy. 2 3 4 5 6. 6 cây. Rồi, 6 cây vũ. 6 cây vũ này 120k anh em nha. Đấy, 120k 6 cây. 143. 143. Rồi 120 luôn. Đó, 143 120. Rồi 144. Khung gỗ có hai cây, cây này không phải khung gỗ đâu em, mấy cái này cây khung bê tông. 3 còn lô khung gỗ nào đưa luôn đi. Đây khung gỗ ra gỗ bê tông là bê tông anh em. 2 4 5 5 cây khung gỗ này. Rồi 5 cây này dài lắm em, thấy tôi kéo cho này 5 cây này size cây này dài nhất là 42 anh em nha, cây dài nhất 42. Rồi, 5 cây này tính anh em
144. 144. Rồi 80 ngàn luôn. Mã 144 144 80 anh em nha. 245. Rồi 5 cây. Năm cây, có cây này hơi xấu anh em nha. Đấy, cây này hơi xấu thôi. Một cây xà beng nè. Cây xà beng, còn cây này cây gì quên mất rồi. Yamaguchi. Đây là Yamaguchi. Đấy. Size thì để em đo cho. Rồi, 36 anh em. Cây xà beng thì cũng là 36 luôn. Đó. Hai cây dài nhất 36. Còn cây này 230 mà, sang 230. Rồi 245, 5 cây 150 anh em nha. 150k bao ship anh em nha. 145. 145. Rồi 150 luôn. Đấy. 145 150 luôn. Đây 146, một cây bú nè. Đó, bú này hơi bị ok nha. Đấy, một cây này thì nó có cái này ngay đây nữa. Một cây, hai cây. 3 4 cây. Đó. 4 cây bú này anh em nha. Rồi. Cây này thì nó hơi bị gãy ngay cán ngay đây. Cây này hơi gãy cán chút xíu anh em nha. Đấy. Một bú này lô này đẹp nè. Có cây này hơi tà tà thôi. Còn ba cây này thì ok nè. Rồi 147. 46 hả? Dạ. 46. Rồi mã này mã 146. 1 2 3 4 44 160k nha. Đó. 160 bao ship anh em ha. Mã 146 160k. Rồi đây kéo. Kéo này thì anh em giờ dặn này lại anh em nha. Đó, kéo thì giờ dặn này lại, cái này hơi lỏng nè. Đấy, lỏng nè. Đấy. Còn cây này thì bé nè, nó mài sơ qua cái luôn anh em nha. Đây. Này cái đầu nó cũng hơi hình hỉnh. Đó, cây này lô này nó hơi xấu nè. Còn cây này thì ok, ok, nó cũng hơi hỉnh luôn anh em nha. Rồi lô kéo này anh em giờ dặn lại mài lại. Lô kéo này nó bị lỗi anh em nha, ba cây này. Đó. Đưa không đưa tay vô. Cắt thử nó có được không? Rồi 147. 7. Rồi ba cây xị anh em nha. Đó. Ba cây 100 luôn. Đấy. Đầu năm nay đầu năm em xả múc chỉ cà tha luôn nha. Đấy. 21 19 21 17. Hai cây này 21. Cái này 19 21 21 23. 19 17 21 23. Rồi hai cây luôn em. Bao nhiêu rồi? 148. 148. Rồi hai cây này để cho đem 150 luôn nè. Đó, hai cây 150 nha. Hai cây 150k. Rồi đây cảo bốc queo gì đây nè. Cảo số 4 này nó hơi cứng anh em nha. Này nó hơi xấu nè. Đấy. Để em đo tổng kích thước cho nó. Này tổng phủ bì là 18 anh em nha. 18, còn ở trong này thì 12. Đấy. Cái này anh em giờ vệ sinh lại nha. Một cây. Còn cây này thì hàng của Lotte. Đấy. Hàng Lotte dặn được anh em nha. Ok. Rồi tổng cái chiều dài cái cây thì tám anh em nha. Đó, 18 nè. Đấy. Rồi hai em này thì 250 nha. Đó. Hai em này 250. Hai cái cạo. Cùng sơ chứ. 149. 149. Rồi 250k luôn. Đấy. Rồi 150, hai cây này nữa. Cái này 21 17 19 21. Cái này 21 17 19 23. Đấy. Rồi hai cây này xấu hơn hai cây kia thì tính anh em 130 đi. Mã gì ta? 150. 50. 130k luôn anh em ơi. 130 luôn. Rồi lô tôi biết này. Đây anh em, vít dẹp cái nào giờ mà cái nào hư quá anh em dục vứt luôn đi anh em nha. Tại nó cũng rẻ lắm. Em không kiểm tra bây giờ ra hút thô luôn nè. Đấy. 2 4 đếm lên anh em ơi. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 31 cây anh em nha. Rồi tổng cộng 31 cây. Rồi lô này để cho anh em 130k nha. Đó.
đó, 130k, chưa được 5.000 một cây anh em nha. Đấy, tính ra là 30 cây thì trừ tiền ship ra nó còn đúng 3.000 cây thôi. Đấy, 3.000 cây thì anh em về hàng sớm mà mượn rồi cho luôn anh em nha. Phát người vài cây xài, khỏi mất công bây giờ mượn anh em ơi. 51 má nhiêu? 151. Rồi 151, 130 luôn anh em ơi. Đó, lô này nặng hơn em, dài hơn nha. Đó. Hai cây này vít dẹp nè, cũng ok đó. Vít gỗ, vít đóng nè, hai cây. Hai. Đếm luôn em nha. Đó. Còn mấy cái này em về dục vệ sinh nha. Đấy. Cây nào hư một vứt luôn đi. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 cũng là 31 cây nữa, đếm trước hay sao ta. Rồi con lô này thì có hai cây vít dài anh em nha. Đó. Hai cây vít dài, lô này để anh em 140 nha. Đó. Anh em chọn 130 nó có ngắn chứ còn dài thì có 140 anh em. 152. Rồi 140k luôn. 152. Rồi đầu khô. Đây. Đầu đây 13 anh em nha, quay được nè, ra vô nè. Một cái nè. Này đầu 13 luôn. Đó, cái này thì đầu này hơi xấu anh em ơi. Này hơi xấu nha. Còn này thì hơi xấu nè. Hai. Này thì đây. Dặn được khúc này thôi, còn khúc kia dặn được cũng là đầu 13 á, hai đầu. Đó, đầu này cứng nè, đầu này đầu 10 anh em nha, đầu 10 lớn. Này ra vô được nè. Đó. Ok. Còn đầu này cứng nè. Đầu này đầu 10 luôn. Còn này đầu 6. Đó, đầu 6 anh em nha. Rồi 2 4 6, 6 cái đầu này để có cái đầu này nó 6 anh em nha, đầu 13 6 nè. Rồi 120k bao ship anh em nha. Bình thường nó 150 nha, này đây cái này nó 6 120 đi. Rồi. 154 53 vậy luôn. 153 120 luôn em. Đó. 53 120. Rồi hai cái 6 cái. Đó, đầu 13 anh em. Đó, ra vô được tí xíu anh em, giờ vệ sinh lại nha. Đó, lắc được tí xíu thôi. Một cái nè. Lô này 6 em. 2. Đó, lô này quay được anh em, nhưng mà cũng hơi dơ nha. Đó, đầu này thì nó cũng à, nó có cái gì ngay đây nè. Giống hai đầu vậy. Một đầu à. Đầu 10. Đầu 10 cái này hơi xấu nè. Cái này được nè. Này giờ vệ sinh sơ qua anh em. Dặn được. Rồi. 2 4 6 này 6 120 luôn đi anh em. 120 luôn đi. 46 á. 54. 154. Giờ vệ sinh lại anh nha. Đây lô này nó bỏ đầu 13 bao la luôn nè, 4 cái luôn nè. Đó. Một cái đầu này ok nè, đầu con hay đầu chui, đây hình như là đây là đầu chui sao lại nó có cái lỗ nè. Đó. Cái này lúc lắc được cái nha, vệ sinh lại nha, một cái nè. Này 13 luôn. Đó. Đầu của mấy con bú nè, hai cái đầu 13. Đầu này cũng 13 luôn, hàng này hàng mấy con của Đài Loan nè. Đó. Đây cũng con bú nè. Đó, 4 cái nè. Này dặn được anh em nha, bốn cái đầu này giờ vệ sinh lại nha. Cái này không dặn được, có cái đầu này dặn được thôi. Rồi lô này 150 anh em nha, bốn cái đầu 13, hai cái đầu 10, đầu 6 anh em nha. Bốn cái đầu 13. 55. 155. Rồi 150 luôn. Rồi 156. Đây đầu 13 nó dính mũi con trong đây gãy rồi anh em, giờ vệ sinh ra nha. Này lúc lắc được tí xíu à, dặn được nè. Dặn được xíu thôi. Hai. Này cũng 13 luôn, hàng Kim Bắc. Đó. Rồi. Lô này thì ba cái đầu nhỏ anh em. Cứng nha, đầu vệ sinh lại nha. Đó, mấy cái này em chặt cho máy ra nè. Đấy. Rồi anh em nào cần sử dụng thì cho nó lên đường thôi. 157. 157 120 nè anh em nha. Lô nào xấu thì giá nó xấu. Đó, 120 luôn. Rồi 158. Lưỡi này à, xài tạm thôi nè. Đó. Một cái. Cái này ok nè. Cái này ok. Hai. Lưỡi hợp kim anh em nha, nhưng mà lưỡi cắt cỏ chứ không phải cắt gỗ đâu anh em ơi.
đó, lựa cái cỏ rồi 6 cái anh em ơi. Đó, có cái này xấu nữa nè. Bây giờ xài cảm thấy lục quá thì vừa vứt dây chai luôn em nha. Giá thành thì nó của nó thì 150, 6 cái bao ship 2 4 6 cái. Lưỡi cốt lấy em thức kẹp em. Lưỡi 255 nha, lấy thức kẹp trên bàn. Con này hai lưỡi 255, còn có cái này nhỏ này, cái này lưỡi 225 thôi. Đấy, 6 cái. 150 anh em nha. 157. À, 157 150 luôn. Thảo ơi. Không. Tao chắc em ơi, tao chắc ra ngoài đi chặt rồi. Đúng, nó chơi chỗ này luôn. Hả? 157 đó nhiêu? Nãy 1.6, 56, 56 có không? Rồi chỉnh lại đi. Cái lưỡi này sao không có hộp kim đâu. Đây, lưỡi này không có hộp kim anh em nha. Một có mã 156 không? Ghi 156, ghi 157. Trời. Để hai mã trùng khác tiền mà. Đây, cái lưỡi này còn hộp kim nó cũng mòn anh em. Đây, hộp kim nó cũng mòn luôn. Có cái này thì ok nè, hộp kim nó nhìn nó đã nè. Rồi cái này hộp kim cũng ok luôn. Rồi lô này nó hơi xấu chút xíu. Để em 130 nha. Đấy. 130k. 58. Rồi 158, 130 luôn hả? Hàng bao ship thôi anh em nha. Anh em giờ vệ sinh này. Rồi cái này 159. Nó hơi bị xì, nó bị xì nhớt anh em nha. Nhưng mà bơm nó cũng lên đường tí nè. Đấy. Xả ok luôn. Đó. Nó bị xì nhớt rồi anh em ơi, đó, nó bị xì nhớt rồi. Rồi. Con này thì bấm cái gì đây anh em nha. Đó. Rồi con này bị xì nhớt anh em về làm phốt của nó lại nha. Đó. Rồi 159 nha. 159. Rồi con này 450 anh em nha, 159 450k luôn. 159 anh em giờ làm lại nha, em bao ship thôi anh em nha. 159 4 50 đó, 159 450 luôn. Đấy. Lấy cái khăn lau đi. Lấy cái thùng này lên trên. Rồi lên đi. Lấy cái thùng lên trên này đi. Có không đây? Rồi cái này bơm không lên anh em nha. Đấy, cái này bơm thì nó không lên nè. Bơm thì không lên thôi được rồi. Đó, hai cây dài ngang nhau nè. Đó, này nó là dài 50 nha. Rồi cây này 400 anh em nha, bơm không lên. Đấy, 400. Đó, cây kia bơm thì nó lên đừng tí xíu nha, nó xì nhớt. Còn cây này không lên luôn là 400, 160. Rồi 160 400 luôn. Lên đi. Ủa, hết rồi. Đưa hai mấy cái dây ống thủy lực lên cho anh. Đây anh em, có mấy ống dây thủy lực gì đây. Nó đổi là Bridgestone y như là cái hãng của xe quên lớp xe anh em. Đó. Thì ký hiệu của nó là BA2018. Đây, dây hình như là dây ống thủy lực hay sao á. Đó. Đây rồi vô là nó không có bị ấy anh em nha. Đó, nó không có bị này ngay đây nó bị chắc miếng ở đây. Đó, nó lòi cái kẽm ra nè, chắc miếng ở đây. À, đầu nè, đầu dàn ốc. Này thì ốc 27 anh em nha. Ốc này ốc 27 nè. Con ốc này ốc 27 nè, em đo vòng ngoài 27. Còn đây là cái quanh của nó, đo vòng quanh ở trong thì là 13. Đâu? 17 chứ. Quanh ở trong này là 17. Rồi. Hai ốc. Đó. 161. Rồi 161.
180k luôn em nha, 161 180. Rồi giờ ngán đồ người rồi anh em, qua máy đi. Con này là Shibuya anh em nha, dây điện đấu nè. Con này Shibuya dây điện đấu. Có cái dây phía kia không em? Con này 1500W nha, 1500W. Em nghe tiếng là biết nẹt lửa, tại nằm thang nằm ở trong không thấy được đâu anh em nha. Thang nằm trong á. Rồi cái này thì 30 nè, tổng chiều dài nó 30 nè, từ bên đây qua bên đây thì nó cũng 30 luôn, chiều ngang luôn. Đấy. Shibuya. Rồi con này nẹt lửa bánh sát luôn anh em nha. Đưa đưa cái tiếng này. Một nhiêu? 162. Rồi con này 400k sát luôn anh em nha. Đó. Đây anh em về chỉnh lại nha. Nó đấu dây điện luôn nè. Rồi. 45k dành cho em nữa luôn. Rồi con này là con đánh bột nè. Rồi con đánh bột Toshiba này mất tem rồi. Anh em giờ bỏ cầm đánh bột vô ha. Đó, nhìn nó cục cũ 66 nè. Rồi. 163. 100.000. Rồi 180k luôn. 163. Con này chạy nó hơi rào anh em nha. Đó, con này chạy nó hơi rào. Anh em giờ vệ sinh lại đôi chút nha. Đó, rồi, mã 163 180 luôn. Rồi 164. Rồi con này đầu kẹp 13, ra vô được tí xíu nè anh em. Đó, ra vô được tí xíu thôi nha, anh em giờ vệ sinh lại nha. Đấy, với lại nó mất cái gãy cái cây này nè, cây chuyển bú nè. Miếng nhựa thôi anh em nha, đây chỉ là một miếng nhựa thôi, lắc được nè, đó, nhưng mà nó bị... Đó là bú, còn qua đây không thường. Rồi, con này 380W, con này mất cái miếng dừa đó, để anh em 200 nha. 200k luôn, mã 164 200 luôn. Đấy. Rồi em này 165. Con này cưa lỏng 390W, có điều tốc đỡ lưỡi luôn em nha. Con cơ lộng 390W, điều tốc đỡ lưỡi đầy đủ. Rồi 165 230k luôn, 230 anh em nha, 165 230. 390W, con này nó cũng vậy luôn, 390 luôn, mà điều con này nó không có điều tốc anh em nha. Con này thì nó không có điều tốc. Con kia nó có điều tốc. Chạy ok luôn em nha, 200k nha, con này chạy ok luôn. Đó. Rồi, giờ vừa xin sơ qua phát là giúp hơn em nha, con này không có bị sao đâu. Rồi, mã 390, quên 166 chứ, mã 166 200k, 390W nha. Đó, điều tóc đỡ lưỡi có đầy đủ, hơi dơ tí thôi. Đó, 166 200 luôn. Rồi, con này 167, 167, con này đột tôn được 2.3 Hitachi nha, đột 2.3 Hitachi luôn. Đột anh em nha, chứ không phải cắt đâu anh em nha, đột. Rồi 160, mã 167, con này 300k anh em nha, 167 300 luôn. Mã 167 300k luôn. Rồi 168, con này nó có điều tốc nè. Đấy, con này có điều tốc. Rồi 168 con này 180 luôn em nha. Đó, 168 180 luôn. 168 180k. Rồi mất miếng xốp dưới đây rồi anh em nha. Bị mất miếng xốp rồi. Đó.
chạy thì ok rồi, nhưng mất miếng xốp hàng Etipman hàng của Đài Loan xúc anh rồi 169. Rồi con này thì nó cũng chà nhám luôn, đen phui thù lùi anh em ơi. Rồi không nẹt lửa anh em nha. Rồi anh em giờ vệ sinh lên lại là quốc thôi, không bị nẹt lửa, máy chạy ok. Rồi con này 140 anh em. 169 140 luôn. Rồi 170. Đó, 170. Đó là búa anh em nha, búa đảo chiều. Búa đảo chiều điều tốc. Rồi không có lửa, anh em giờ dọn lại nha, dọn vệ sinh lại. Rồi 170, con này 430 luôn anh em nha. Đó. 170, 430 luôn. Rồi 171. Em này thì boss nó ghép 50 500W. Rồi có điều tốc, có búa. Có điều tốc, có búa. Năm trăm quá thôi anh em nha. Đó. Có điều tốc, có búa. Rồi con này để anh em 350 đi. Đó. 171, 350 luôn. Đi luôn. Không có đảo chiều đâu anh em nha. Rồi 172. Rồi bu lông 3/4. Con này 360W. Rồi 330k luôn em, 330 luôn nha. Mã 172 330 luôn. Rồi 173. Rồi con này cũng vậy luôn, y như con đó luôn. Con này nó có cái đầu 34 đó. Công suất còn đẹp hơn tí xíu. Đó. Rồi 173 350 luôn, dây điện ok luôn nha. Rồi 173 350k. Đó. Đầu 34 anh em nha, đầu rỗng á, đầu 34 đầu rỗng. Rồi 174 con này ngoài phun 450k nha. 174 450 luôn. Đó, một con ngoài phun Hitachi. Thì con này hàng Tokyo Japan. Đó. Có 125 nhân 19 nhân cho 12.7 570W. Rồi chạy ok, giờ vệ sinh sơ qua anh em nha. Rồi mã 174 450 luôn. Rồi, lưỡi không mẻ nè nha. Rồi, con này 175. Rồi 175 em này 300k luôn em. Đó, 175 300 dành cho em nói luôn. Giờ mình xin sơ là quốc này là xấu, nó xí cái vàng này anh em nha. Đó, xấu cái vàng này. Đầy đủ. 175 300 luôn. Rồi em này 176. Này cũng Makita, tét cái vỏ nhựa đây anh em nha. Đây, cái vỏ này nó bị tét nè. Nó còn nằm hờ thôi. Rồi chạy. Chạy ok luôn. Chạy ok luôn nha. Rồi lưỡi không mỉa luôn. Rồi con này 207 anh em nha, 176 207 luôn. Đó, nó mất cái vỏ nhựa nè. Đấy, 176 207 luôn. Rồi 177. Gì? Chị nhắc nào từ niềm tin. Rồi con này không có lửa anh em nha. Đó. Nên bị thiếu nắp chụp mặt đạn ở đây nè. Con này là Ruby lưỡi 84 luôn. À 82 chứ, lưỡi 82. Rồi lưỡi không mẻ luôn em nha, hình thức nó còn ok luôn. Đó. Nó không có mút nghe đây, lưỡi 82 400
50W. Rồi, con này hình thức nó cũng không có đẹp lắm anh em nha. Rồi 303 luôn, đời này nó có thắng anh em. Rồi mã 177 303 luôn. Rồi có 1 2 tia không còn dọn anh em nha, không có tuyệt đối được đâu anh em không. 17 đó. Đó. Đây lưỡi 165 răng hợp kim. Đấy, đời mới anh em nha, con này đời mới. Rồi con này để cho anh em 230 nè. Đời mới nè. 1050W lưỡi 165. Đấy, giờ là quốc anh em nha, răng hợp kim đẹp nè. Rồi 178 230 luôn. Rồi 179. Nó hơi có lửa tí xíu, thắng hơi chậm anh em nha. Thắng hơi chậm. Có đèn luôn. Đấy. Này răng hợp kim thì nó còn ngon á, nhưng mà nó hơi mòn hơn. Răng da băng. Không gãy không bể nữa nha, hình thức ngộ ok luôn. Rồi em này dây điện đấu anh em nha. Rồi 280k luôn đó. 280k 179 280 luôn nha. Dành cho em nó luôn, lượng 165 Makita. 179 280 luôn. Rồi 180. Rồi con này mỗi 180. Đảo chiều. Có điện anh em nha, con này có điện HR2601. HR2601F này nó mất cái tem con chỗ ngay chỗ công suất ra, nhưng mà chạy nhìn khỏe lắm. Con này đảo chiều, điều tốc. Có búa. Rồi, em này rồi 180 550 luôn em nha. Đó, 180 550 luôn. Rồi tiếp tục con cơ xích này. Đó, anh em giờ vệ sinh anh em nha, em không có thấy đâu. Rồi con này nẹt lửa em nha, bán sát cho anh em. Dạ luôn. 181 con này chạy nó hơi nẹt lửa một xíu, ngồi nó hơi xấu em nha. Rồi bán sát cho anh em 200k bao ship anh em về dọn nè. Đó, 181 hơi nẹt lửa một xíu, em bóp lại cho anh em coi nhé. Rồi nên tháo ra vệ sinh làm lại nha. Rồi 181 200k luôn. Rồi em này 182. Con này được con cái dây điện nó dài luôn nè. Rồi điếc luôn rồi. Rồi con này bán sát luôn cho anh em 182, con này 150 luôn đi. Đó anh em về dọn nha, gắn điện vô nó không chạy. Rồi không chạy luôn anh em nha. Đó 182 150 không chạy luôn. Này mất cái cử thôi anh em nha, mất cái cử. Xong chưa? Xong chưa? Chưa. Rồi 183. Rồi 183. Con này. CR12 vơi. 650W anh em nha. Rồi con này để anh em 270 luôn nè. Đó. Rồi không bắt cử rồi nha, Hitachi bắt cử rồi, chạy ok, có điều tốc cương kiếm. Đó mắc cử nè, cái đồ khóa lưỡi thì vẫn còn. 183 270 luôn.
đầu 13 ly rưỡi anh em nha. Đó. Dặn được rồi, dặn được tí xíu thôi. Ồ giả màn đó. Đây dặn ra, còn này là dặn vô nè. Ừ. Dặn vô tới đây là nó cứng rồi nè nha, hả? Giờ vệ sinh lại anh em nha, hả? Rồi. Này gì đây? Này bao to luôn em. Rồi con này để anh em 600 nha. Đấy, to lắm. Từ từ. Đo tổng chiều dài từ trước ra sau anh. Này thì tổng chiều dài là 48 anh em ơi. Đó, tổng chiều dài là 48 nè. Rồi mã 184 600. Rồi 185. Con này đột tôn được ly 6 anh em ơi. Rồi con này dây điện đấu anh em nha, chạy thì ok rồi. Đây đột được 1 ly 6 nè. 185. Rồi 250 luôn. Đó. 185 250k dây điện đấu anh em nha. Con này là con đột. Rồi mã 185 250 luôn. Rồi 186. Rồi này đầu kẹp 10 ly VIP có điều tóc phong một chiều nha. Đó, dây điện ok luôn nè. Rồi con này có đầu mở luôn. 186 120k luôn nha. 186 120 luôn. Một chiều á, còn con này. Rồi đầu cổ ra vô ok luôn, có điều tóc luôn nè nha. Đấy, đây là búa. Qua đây thường nè. Đó. Qua đây là búa nè nha. Này là con lai nè nha, này là con lai. Đó. Có đầu mở luôn. Rồi 187 250 nè nha. Con này 250k. Đó 187 250 luôn. 187 250. Rồi 188 con này. Con này đời mới nó có thắng rồi anh em ạ. Đầu quên nó có đèn nè anh em, nhưng mà cháy hết rồi. Rồi con này thì nó chạy nhưng mà đẹp lưỡi rất là nhiều. Đấy, lưỡi 165. 1050W. Dây điện thì ok luôn, dài, có quấn băng keo đây. Rồi để cho anh em con này 180k sát. Anh em về dọn luôn nha. Rồi mã 188, 180 luôn. Rồi 189. Rồi em này thì một bao công. Lưỡi 110. Lưỡi 110, 1050W nha. Đó, con này lưỡi 110. Rồi lưỡi ok luôn. Rồi con này 400 luôn em nha. Con này 400k. Lưỡi ok luôn. 189 400k luôn. Này dành cho em nó luôn. 189 400. Rồi 190. Rồi chạy thì ok rồi anh em nha. Nhưng mà nó bị mất cái đầu chụp đây nè. Đó, nó bị mất cái đầu chụp đây. Cò bóp điều tóc đây. Con này 340W. Đó. Rồi 190. Con này 200 anh em ơi. Anh em giờ độ chế là cái phần đầu của nó nè. Đó, 190 200k luôn. Rồi 191 chiều nó bị liệt anh em nha. Đó. Bóp qua không được. Rồi, anh em nó bị lỗi một lúc đảo chiều nè. Rồi Hitachi, con này 800W nha. Hitachi, con này 800W. Lỗi lúc đảo chiều anh em nha. Đó, lỗi lúc đảo chiều. Có điều tóc. Có nãy người con. Rồi có điều tóc luôn em nha. DH24 BD3. Rồi 400k luôn em nha. Hả? 191 400 luôn. Cái gì 191? 191 cho nhiều. 201 chứ. 191. 191.
đục bú là ok rồi anh em. Rồi một máy một buổi đục 17 ly pH 40 192 rồi 430k luôn em nha, 192 403 luôn, chạy ok rồi. Giờ vệ sinh sơ qua 1050W, vệ sinh sơ qua là xài thôi em nha. Đó, con này 192 403 luôn. Con máy đục này thì nó là 0811 800W anh em nha. Đó, bú đục thì ok, máy chạy ok luôn, 0811 đục 17 ly luôn. Rồi mã 190 3 rồi 403 luôn anh em nha. Đó, 193 403 luôn. Dây điện có đấu đây, anh em về đấu quấn thêm lại anh em nha, làm lại. Rồi 193 403 luôn. Rồi 194. 194 thì lưỡi 155 răng hợp kim anh em nha, 155 160 gì đấy, 3900 vòng, lưỡi 160, lưỡi 160 650W. Rồi con này thì không bị hết anh em nha. Rồi 200k dành cho em nó luôn, mã 194 200 luôn. Đó, 194 200, lưỡi 160, rồi 194 200. Rồi 195. Con này bị mẻ miếng ngay đây anh em nha. Đó, nhưng mà có điều tắt nè. Hơi có lửa tí xíu nữa, dọn có được không dọn sao đâu anh em nha. Đó, con này là con Sinco hàng Đài Loan nè. Đấy, nó bị mẻ miếng 460W. Đấy, 460W. Rồi mã 195. Này đợi anh em 150 này anh em nha, tại nó mẻ miếng này sau nè. Đấy. Mẹ miếng sau 195 150 luôn. Rồi con này 196. Rồi chạy ok anh em nha, đầu 3/4 nè, đó đầu nhất xíu siêu thôi, đó nó có đồ rơ anh em nha, đó. Rồi con này là VH22 1140W, mã 196 và 650k anh em nha. Đó, 650 luôn. Đó, mã 196 650 luôn. Rồi, 197. Rồi đầu cổ ra vô được nè. Đó, nó ra là khung, nó đang là khung bú anh em nha. Còn chỉnh quá thường. Chỉnh thường chỉnh sao đây. Đây. Đó là thường anh em nha, qua đây bú nè. À, em này là em Ribi, con này 400W luôn. Đầu 13, đầu to đùng luôn. Đó, Ribi. Rồi, đấu lại cộng dây điện anh em nha. Rồi con này 230 luôn. Đó, mã 197 230 luôn. Rồi 198. Rồi con này thì có bú có thường luôn em nha, đầu ra vô được nè. Đấy. Rồi em này Hitachi. Đấy. Hitachi 380W. Rồi con này để cho anh em 230 luôn. Rồi mã 198 230 luôn. 198 230 luôn. Rồi 199. Một con bánh bóng dài cốt 230. Cốt 230. 530W. Rồi 199. 200 đi. Đó, 199 200. Rồi con này là con Toshiba. Mã 200 luôn. Chạy ok luôn em nha, con này chạy ok luôn. Lưỡi cũng ok luôn nè. Đấy, rồi Toshiba, lưỡi từ từ. 405W anh em nha, 182. Rồi mã 200, giá 250 anh em nha. Từ từ. Từ. Rồi con này mã 200, giá 250k. Đấy.
mã 200 giá 250 luôn. Bấm đúng video lại. Rồi, tiếp tục con này là mã 201 anh em nha. Rồi 201. Con này ok anh em nha. Đó, hình thức nó cũng còn sáng, còn đẹp luôn. Hàng của Trung Xuất này nha, rồi 150k luôn hả, 150k dành cho em nó luôn, bao ship rồi anh em nha, điện 100V và mã 201 đấy, 150 luôn. Rồi con này 130 nè anh em, hàng cũng Trung Xuất, hàng Kinzan, điện 100V đấy, 202 130k luôn anh em nha, 202 130 luôn. Rồi 203. Rồi. Con này là Ryobi, con này 510W. À, con này 170 anh em nha. Đó. Đây. Ryobi 203 170 luôn. Rồi 204. Boss điều tóc anh em nha. Con này. Con này chạy thì ok rồi nè, nhưng mà cái cốt này nè, nó chạy nó có hơi giật giật anh em nha. Đó. Thì anh em nào về dọn lại, lấy con này về dọn nha. Đó, con này nó không nghiêm được nghiêm chỉnh anh em nha. Đó. Điều tóc thì có, chạy thì ok rồi, nhưng mà cái cốt này nó hơi giật á. À, con này sát 300k luôn anh em nha. Rồi mã 204 300 luôn. Đó, với lại cái cò này nó lên xuống không được nè, nó gắm vô phát chạy luôn anh em nha. Đó. Rồi mã 204 300k, boss điều tóc. Nhưng mà chạy không ok nữa nha. Rồi em này là em Toshiba, đầy đủ luôn. Năm. Rồi con này thì vệ sinh lại anh em nha, chạy thì cũng ok rồi, nói chung là bây giờ nghe hình như nó cũng có một hai tia lưỡi trong đó, sao nó cũng hơi nẹt đẹp ở đây nha. Rồi con Toshiba này 140 luôn, em về dọn lại đây lại nha. 140 luôn Toshiba. Rồi mã 205 140 luôn. Rồi 206. Anh em nha, không nẹt lửa. Đấy, hình thức con còn khá là ok luôn, 520W. Đó, anh em giờ tháo ra vệ sinh rồi lại anh em nha. Tôi gắm vô lại cho anh em đó. Rồi. Này kẹp nhám có đầy đủ anh em. Đây, kẹp nhám có đầy đủ nha. Rồi 206 con này 280 luôn. Đó, 280k 206. Mã 206 208 luôn. Còn con kia nữa. Rồi con này 207 là một con cắt cặp. Rồi có đèn luôn em nha, con cắt gạch này ok. Sáng thiết có đèn luôn, dây điện thì hơi ngắn thôi. Đó, rồi con 207 này, Madin da băng luôn em ha. 1050W, xài lưỡi 125. Rồi 300k luôn, mã 207 300 luôn. Rồi 208. Rồi, con này có đèn luôn, mất miếng bao giờ rồi anh em ơi. À, mất miếng bao giờ rồi. Đèn thì nó bị mất, nó chụp ngay đèn luôn nè.
gắm lên cái bóng đèn. Đèn dưới có luôn. Rồi, con này để cho anh em 220 nha. Nó thức nó hơi xấu luôn thì nó có đèn. Rồi, anh em giờ bỏ miếng bỏ vợ vô nha, 220k luôn. Đấy. Không bởi đâu. Đấy, chỉ xấu ngay chỗ này thôi. Rồi mã 208 220 luôn. Rồi 209. À, con này đầu kẹp 13 nha. Đó. Bảo chiều trên tay luôn nè. Đầu vừa trên lại nên nha. Con này đầu anh em vừa trên lại. Rồi 209 con này đợi anh em 207 luôn nè anh em nha. 270k mất cái tay trên rồi. Đó, mất cái tay trên. Rồi, 209 270k. Chạy ok nha. Đây, dây điện của nó đây. 209. Con này 620, vui quá. Rồi con này mã 210. Rồi, đảo chiều. Điều tóc có luôn. Vít anh em nha, đó, ra vô được luôn. Dây điện đấu anh em giờ đấu lại nha. Con này dây điện đấu nè. Điều tóc không có thắng anh em nha. Rồi con này thì để cho anh em 180 nè. Đó, 180k Ruby. Mất cái tem à. Mã 210, 180 luôn. Vít anh em nha, con này vít có đầu mũi con nè, đầu hơi rơn tí anh em nha, đầu hơi rơn tí. Hàng có Đài Loan anh em nha, hàng Đài Loan xuất nha, điện 100V. Rồi con này 180 luôn. Mã 211 180 luôn. Rồi con này 212, hơi có lửa anh em nha. Đó. Con này anh em về làm lại nha. Đó, rồi con này sát luôn, 212 170 sát luôn anh em nha. Con này nó mạnh lắm mà nó chạy không đủ tu á, 360W. Đó, đầu hơi rơn tí. Rồi con này 212 170k anh em nha, cột khí. Đấy, mạnh lắm, đầu hơi rơn tí xíu. Rồi 212 170 luôn. Cái này để lại em có mấy miếng này kia, có mấy cái miếng nhựa. Bị lửa. Rồi. 213. Lắc lắc cái dây này. Dây điện đấu mà. Này đi đứt. Dây này. Dây điện đấu vô là chạy rồi nè, nhưng mà sao kỳ. Cảm ơn các bạn. Bỏ này lên. A10. Con xin nhau qua A10 này 900W anh em nha. Con này xài gia đình thôi. Đó. 900W. 90. Rồi con này anh em giờ mài xích đồ lại anh em nha. Cưa xích này anh em toàn bộ là mài lại hết nha. Rồi 213 250 luôn. Mã 213 250k luôn. Rồi 214. Rồi con này thì ok nha. Nó có một hai tia lửa không cần dọn anh em ơi. VB hình thức còn sáng nha. Con này tầm khoảng 750W thôi. Rồi chính xác luôn. Đó. Rồi con này thì xài anh em xài gia đình thì vệ sinh sơ qua cho đẹp lại anh em nha. Rồi 250 luôn. Đó. 214 250 luôn. Rồi con này 215 Makita đánh bột. Con này nó mạnh lắm anh em, 800W á. Rồi. Chạy ok luôn. Đây là cái cầm đánh bột nó đây, ok luôn em nha. Đó, cầm đánh bột nó đây. Con này thì vít chắc tơ lơi luôn. Tầm 800W nha, dây điện đấu luôn nè. Đó, rồi 215. Con này 250 nè nha. Đó, 250 luôn. 215, 250 luôn.
Tiếp tục con này Toshiba, con này rồi con này thì Toshiba 220 216, 220k luôn đấy, 216 220 luôn em nha. Con này thì nó hơi cong cái cần tí xíu, anh em về dọn lại nha. Con này thì anh em về dọn lại Toshiba 570W. Đó, rồi 216 220 luôn. Em này thì đầm vui. Con này chạy thì ok rồi nè, để em đo thử chiều dài nó bao nhiêu á. Dây điện đấu nè. Mét 43 anh em nha. Đó, mét 43. Mét 45 á. Mà nó cong cong. Rồi con này 27 330 này nha, con này rất là dài đấy, 327 330 luôn. 28 mét. Rồi con này 1 mét luôn nha, con này đúng 1 mét luôn nè, mà cần thì cần bằng chứng. Đó. Con này 1m300 nha, còn có con 80 là 270. Tùy theo độ dài thôi nha. Rồi mà 28 300 nha. Rồi đi. Rồi tiếp tục con này 29. Thì con này con bú của Makita đầu kẹp 10 ly 330W đấy. Rồi em nó là lắc cái này qua bú nha, đầu cổ thì ok nè. Rồi 29 230 luôn, 29 230 luôn. Rồi tiếp tục con này 220. Gần đây anh vất vả rồi. Oruga đường ta. Có cái sắt là đưa anh vô thôi. Chạy thì ok rồi á. À, con này đây anh em nha. Không biết nó là bao nhiêu mà em đo cái họng nó ra tới 18 luôn nè anh em. Đấy, cái họng nó thì nó tất nhiên là nó phải giãn ra rồi anh em nha, cái giãn nó giãn ra chứ hình như con này 13 hoặc là 16 thôi anh em nha, lẽ 13 là nó có chỉ có nhiêu đây thôi đấy, hình như con này là 16 nè đấy, đo ra thành 18 luôn. Có thử nó cắt được, một là đứng, hai là cắt được luôn em nha. Con này cây tôi biết nè, lấy cây sắt em, lấy cây tôi biết nè. Cây gì em ơi? Cây vít hư á. Còn vít này đang dặn mà. Ừ. Cắt được hay không là đưa vô phát là một là nó thiếu nhớt là đứng rồi. Nhân vậy. Chạy luôn rồi. Còn dây đây bị lỏng rồi anh em nha. Bởi không đúng chiều. Giờ để ý dây điện. Để ý dây điện nè. Dây này nó bị lỏng rồi anh em. Lỏng phít. Video test sao về vậy luôn em nha. Hàng không có bảo hành đâu anh em ơi. Đấy, rồi con này phi 16 Oruga mã 20. Hai nhiêu? 220. Rồi mã 220. Rồi 750 anh em nha. Con này 750k mã 220 750 luôn.
Còn con này là con gì đen? À, phun nước nóng hả? Nóng không? Chưa bỏ nước hả? Điện đâu? Đâu có điện đâu. Không lên đèn anh em nha, con này không lên đèn, phun nước nóng nhưng không lên đèn. Rồi, này để cho anh em 130k giờ nghiên cứu anh em nha. 221 130 luôn, đó, anh em giờ nghiên cứu. Nè, dây điện nè, bao ship rồi anh em ơi, anh em giờ nghiên cứu nó phun nước nóng á, nhưng mà gắm nó không lên đèn. Vậy. Nó lên đèn mà nó nóng anh em nha. Nó sực nóng. Nó không lên đèn mà nóng thôi, rồi lỡ lên giá rồi mãi cho anh em luôn. Chắc được cháy đèn. Cháy đèn rồi, đụng vô phán phỏng tay luôn anh em. Nó lên đèn còn nó nóng. Lưỡng 190 anh em nha, con này VB lưỡng 190. Dây điện thì có nấu bánh keo ngay này nè, nấu cái phít vô dây nè. Đó. Dây nó hơi cứng, đó, nấu cái phít vô. Rồi, con này lưỡng 190, răng hợp kim, ok, để nhôm luôn. Rồi, con này để cho anh em 220 nha. 320. Rồi, mã 222, 220k luôn, mã 222, 220. Rồi, 223. Đây, con này đè vô là chạy ra, đè vô là chạy vô nè. Dỡ lên là chạy ra nha. Đấy, đi vô chạy vô. Fontaro đầu kẹp 5 ly 210W, con này thì còn khá là ok nha. Đó, nó có đầu mở ngay đây. Đó, nó còn khá là ok luôn, rồi 250 con này anh em nha. Rồi mã 223 250 luôn. 223 250. Rồi tiếp tục 224. Đảo chiều đầu cổ ra ok nè. Có búa luôn. Rồi Hitachi con này 750W anh em nha. Rồi giá của nó là 350 luôn. 224 350k luôn. 224 350 luôn anh em ha. 224 350 luôn. Với cái sắt. Đưa mấy cái cầm tay trong này vô đây. Mấy cái sắt to lắm em ơi, để mai đi. Hai con đó là đưa mấy con ảo anh chảm đồ đông đau rồi đưa anh. Rồi con này 225 Makita huyền thoại. Rồi 225 230k đó, con này chạy ok anh em nha. Con này chạy ok nè. Đó, 230 225 230. Đấy. 500 mấy quá sợ. Tay cục lên em nha. Đó, giờ vừa xin sơ quá thôi, 225 230 luôn. Con này dây điện đấu nè. Con này GA. Mấy con GA này sản xuất tại Trung Quốc anh em nha. Đó. Con này có nẹt lửa nè. Đó. Con này có lửa này anh em nha, chạy nó hơi bị thiếu tua tí xíu, anh em về dọn lại luôn nha, em báo lỗi rồi đó. 26. Rồi con này 250 luôn. Đó. Con này báo lỗi anh em nha. Đó. Hơi có lửa anh em nha. 26 230 250 luôn. Rồi con này bot chắc tôn thẳng, bot 500W anh em nha. GSS 28. Này có điều tắt rồi chạy chậm vậy. Chạy gì vậy? Điều tắt đâu? Chạy
chạy kiểu này thiếu tua em nha. Đó, cho nó chạy thiếu tua á, boss mất tem luôn. Còn cái tem đây nè. Nó cắt được 2 ly 8 nè, 2.8 mm nè. Đấy, quá. Chạy thiếu tua. Rồi anh em về nào dọn lấy con này về dọn nha. Anh em thầy thợ nha. 27. Rồi 227. Rồi con này để cho anh em 2.7. Đó. Boss anh em nha. Đó. 227 2.7. Rồi 228. Đúng trăm con rồi đúng không? Ừ. Chén này chén 7 nè. Còn chữ ghi không? 3 tháng nè. Rồi 228. Con này 180 anh em nha. Đó. Rồi ok. Anh em về dặn lại lúc này nha. Đó. 228 con này 720W nè. 228 180 luôn. Còn con gì nữa? 229. Rồi 103 anh em giờ xài gia đình cho nó nhẹ cũng tới đấy, hàng của Trung anh em nha, hàng sản xuất Trung Quốc xuất nhập điện 100V. Rồi 229 103 luôn. Rồi con cuối cùng mã 230. Đó, đúng trăm con anh em ơi. Rồi con phun sơn hay phun gì đó anh em nha. Rồi 250k luôn. Đó, 230 250 luôn. Rồi để em nói luôn. Rồi kết thúc chương trình anh em ơi. Chiều nay khởi động 100 con nha. Đó. Rồi em xin kết thúc video ở đây anh em ơi. Hẹn gặp lại anh em vào video tiếp theo vào ngày mai nha.